Tại Hà Nội, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương và công ty Vinasat vừa tổ chức tọa đàm giới thiệu triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2024, Vlog 2024 với chủ đề Logistics xanh, nền tảng phát triển bền vững. Đây là xu hướng tất yếu và là tiêu chí quan trọng mà doanh nghiệp Logistics đang quan tâm. Tại buổi tọa đàm, đại diện Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, năm 2023, thành công của triển lãm lần đầu tiên được thể hiện thông qua sự hiện diện của gần 25.000 khách tham quan và các giao dịch chất lượng trong suốt 3 ngày triển lãm. Sự kiện đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của ngành Logistics Việt Nam, tiếp nối những thành tựu của Vlog 2023, triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2024, tiếp tục là nơi để các doanh nghiệp trong ngành Logistics hướng tới một tương lai bền vững hơn. Các doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ giới thiệu các giải pháp xanh hóa Logistics qua năm lĩnh vực chính gồm vận tải, chuyển phát, công nghệ nhà kho thông minh, chuỗi lệnh, công nghệ thông tin. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra chuỗi hội thảo và tọa đàm với các chủ đề Hải quan Việt Nam chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển logistics và thuận lợi hóa thương mại, logistics hàng không bền vững,